Kim Anh và Thu Thủy xin trân trọng kính chào quý vị khán giả Đài Truyền hình Việt Nam. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin thời sự 19 giờ được phát sóng trên kênh VTV1. Hôm nay ngày 29 tháng 7 năm 2017, gửi tới quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý sau đây. Tình trạng lười vận động của giới trẻ. Đêm nhạc mang tên Tiếp sức đến trường. Phong trào đạp xe đi làm ở Mumbai. Nghị định 67 cơ hội thúc đẩy phát triển nghề đánh bắt xa bờ. Sau đây sẽ là một số nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị và các bạn, thanh niên uống trà, người già tập thể dục, câu nói này nói lên tình trạng lười vận động của không ít các bạn trẻ hiện nay. Việc lười vận động không chỉ sinh ra nhiều bệnh mà còn làm mất đi tính tiên phong, sự chịu khó và dám làm của người trẻ. Điều đáng nói, việc lười hoạt động thể chất trong thanh niên là một thực trạng đang tồn tại và ngày càng gia tăng. Cảm ơn biên tập viên Thu Thủy đã cho chúng ta biết về một thông tin đáng báo động của giới trẻ hiện nay. Tiếp theo là một thông tin về âm nhạc. Kính thưa quý vị và các bạn, đêm nhạc mang tên Tiếp sức đến trường nhằm gây quỹ cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Toàn bộ số tiền bán vé thu được dành làm học bổng cho sinh viên nghèo với mỗi suất trị giá 5 triệu đồng. Điều thú vị là đêm nhạc từ thiện này lại quy tụ 4 giọng ca đình đám của làng nhạc Việt, đó là Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, Phương Thanh và Hồ Ngọc Hà. Xin cảm ơn một thông tin rất tuyệt vời từ biên tập viên Kim Anh, một thông tin mà có lẽ được rất nhiều các bạn trẻ quan tâm, đặc biệt là tinh thần nghĩa cử của những ca sĩ đang được rất nhiều các bạn trẻ yêu mến. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với một thông tin rất thú vị về văn hóa. Kính thưa quý vị, mặc dù việc đạp xe đi làm bằng xe đạp trở nên khá phổ biến ở khắp nơi trên thế giới, nhưng ở Ấn Độ đây là phong trào vừa chỉ mới bắt đầu. Nguyên nhân chủ yếu là lưu lượng giao thông quá nhiều khiến cho việc đạp xe khá khó khăn. Tuy nhiên, người dân ở thành phố Mumbai, Ấn Độ đang được khuyến khích chuyển từ những chiếc xe hơi sang xe đạp để đi làm hàng ngày, vừa bảo vệ môi trường vừa cải thiện sức khỏe. Cuối cùng là một thông tin về chính trị. Kính thưa quý vị và các bạn, Nghị định 67 hỗ trợ đóng mới, nâng cấp tàu thuyền, tổ chức dịch vụ khai thác hải sản xa bờ nhằm tạo điều kiện để ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Điểm nổi bật của nghị định này là nhiều chính sách tín dụng hỗ trợ ngư dân đóng mới tàu cá, đầu tư ngư lưới cụ và dịch vụ hậu cần trên biển. Đây được xem là một cú hích quan trọng đối với nghề đánh bắt khơi xa trong thời gian tới. Kính thưa quý vị, thông tin vừa rồi của biên tập viên Kim Anh cũng đã khép lại bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bao nhiêu ước mơ trong cuộc đời, tôi như mây trôi theo cơn gió, lãng du về đâu. Thường khi ta hay quên, sau những khó khăn trong đời, mất hết niềm tin, và hôm nay ta đã thắp lên những hy vọng vào ngày mai. Dòng tiền Star Media thăng hoa giá trị thương hiệu của bạn.